Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại Romania, Đức và Pháp. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, người dân Romania lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 19 và 26 tháng 10 năm 2024, các học viên tại Romania đã tổ chức các hoạt động ở trung tâm phố cổ Brussels. Họ phát tờ rơi cho du khách và người dân địa phương, phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, đồng thời thu thập chữ ký cho bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại ở Trung Quốc và ca ngợi các học viên khi vẫn giữ vững được tinh thần đạo đức cao thượng ngay cả khi bị uy hiếp đến tính mạng. Họ đã ký bản kiến nghị kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo và nạn thu hoạch nội tạng. Cô Denisa Enner sống ở Brussels là sinh viên chuyên ngành xã hội học và truyền thông. Cô đã đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị. Cô Denisa nói thêm, cảm ơn các bạn đã tổ chức sự kiện này. Tôi hy vọng các bạn sẽ nhận được nhiều chữ ký và tiếp tục chia sẻ với mọi người về những gì đang diễn ra trên thế giới. Đó là một việc làm tốt đẹp. Ngày 19 tháng 10 năm 2024, cô Maria Dimitru và anh Leonard Arnoscu, sinh viên tại Đại học Bucharest đến từ Ploiești, đã ký bản kiến nghị. Cô Maria cho biết, chúng tôi đã đọc thông tin trên biểu ngữ và một học viên đã giải thích cho chúng tôi. Chúng tôi nghĩ đó là một việc làm tốt đẹp. Chúng tôi muốn giúp chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp. Thật đáng xấu hổ khi mọi người đang bị tra tấn và giết hại vì thực hành chân thiện nhẫn. Điều đó khiến tôi thấy thật thương tâm. Một người đàn ông người Romania đến từ Toronto đã sinh sống ở Canada 25 năm. Khi đang đi tham quan ở Brussels, ông đã đi ngang qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và nói với các học viên rằng khi sống ở Toronto, tôi đã nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng. Ông đã ký cả 3 bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại và hỏi ông có thể làm gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại. Tin tức thứ hai, người dân Đức tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ngày 26 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức ngày thông tin tại thành phố Chemnitz, Đức. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến người dân địa phương, đồng thời nói với mọi người về cuộc bức hại kéo dài suốt 25 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đối với các học viên bị giam giữ phi pháp. Các hoạt động này đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Những người đã nhận tờ rơi, trò chuyện với các học viên và ký vào bản kiến nghị, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông Andreas Wiener, một nghệ sĩ địa phương, nhận xét bầu không khí của sự kiện rất tốt và bình yên. Khi được biết Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho phép người dân thực hành chân thiện nhẫn trong suốt 25 năm qua, ông cho rằng hầu hết mọi người không biết đến điều này. Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể tiêu diệt những nguyên tắc phổ quát này của nhân loại. Cuối cùng cũng sẽ bị nhân quả báo ứng. Nghiệp lực sẽ hoàn trả lại cho những kẻ đã gây ra nó. Đến một lúc nào đó, toàn bộ sự việc sẽ biến hóa đến mức chấn động địa cầu. Và những kẻ đã gây ra nó sẽ phải chịu báo ứng. Ông nhấn mạnh, nguyên lý chân thiện nhẫn là những nguyên lý vô cùng tốt đẹp trong cuộc sống, nhưng lại rất khó để thực hiện. Ông Wisner hoàn toàn tán đồng rằng các nguyên tắc này mang lại lợi ích cho nhân loại. Vợ chồng ông Dagger đã chứng kiến các hoạt động trong ngày thông tin của các học viên và dừng lại để trò chuyện với họ. Vợ ông cho rằng hoạt động thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc là vô cùng tồi tệ và ông Dagger đã tán đồng. Họ đều ký vào bản kiến nghị. Ông Dagger từng là thư ký công đoàn trước khi nghỉ hưu và vợ ông là một viên chức nhà nước ở Saxony trước khi bà nghỉ hưu. Cả hai đều cảm thấy bầu không khí do các học viên mang lại khiến mọi người cảm thấy bình yên và họ tán đồng với các nguyên lý chân thiện nhẫn. Tin tức thứ ba, Pháp Luân Công được ca ngợi tại hội chợ sức khỏe người cao tuổi tại Pháp. Ngày 26 và 27 tháng 10 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công sống tại tỉnh Réunion Islands của Pháp đã tham gia Salon des Seniors, một hội chợ sức khỏe thường niên được tổ chức tại công viên quốc gia của thành phố. Hội chợ đã thu hút hàng chục nghìn du khách mỗi năm. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được cung cấp một quầy thông tin miễn phí để trình diễn các bài công pháp và giới thiệu những lợi ích tuyệt vời của môn tu luyện này đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. Các học viên cũng giới thiệu với công chúng sự thật về cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Mọi người đã bị sốc trước cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc. Một người đàn ông thốt lên kinh ngạc sau khi biết được sự thật. Đây là lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện này. Cuộc bức hại này thực sự vô lý. Tại sự kiện 2 ngày này,
Hơn 200 người đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Bản kiến nghị là sự hợp tác giữa Hiệp hội các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng và Liên minh quốc tế chấm dứt nạn lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc, một tổ chức phi chính phủ. Bản kiến nghị sẽ được trình lên các lãnh đạo của các nước G7 và các nước đồng minh G7 cộng 7. Một người phụ nữ Trung Quốc và con trai của bà tỏ ra hết sức quan tâm đến câu chuyện về một học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc. Bà cho biết bà sắp về Trung Quốc thăm gia đình và sẽ kể cho người nhà của bà về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.